chào anh chị. Em xin phép được giấu tên ạ. Thời gian cũng chẳng còn nhiều, chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là em sẽ bước vào kỳ thi quan trọng, rất quan trọng. Em hồi hộp và lo lắng nhiều lắm, có chút lo sợ nữa ạ. Anh chị có biết không, chưa bao giờ em từng có ý định mình sẽ thi ngoại thương, dù chỉ là trong suy nghĩ. Với em, hai từ ngoại thương là điều gì đó vô cùng xa vời và viển vông. Cho tới một ngày, em biết đến group K60 FGR Go The Extra Mile, quen được bạn bè chung mục tiêu, quen được anh chị, những người truyền cảm hứng cho tụi em rất nhiều. Em đã bắt đầu nhen nhóm ước mơ thi ngoại thương. Khi ấy em đã tự hỏi, liệu mình có quá dễ dàng khi quyết định như vậy? Liệu chỉ là nhất thời yêu thích, chỉ là ảo tưởng về bức tranh màu hồng? Chắc gì mình đã thật sự có khả năng, chắc gì đã phù hợp với môi trường mà xung quanh toàn người giỏi giang. Em ngồi lại, đắn đo suy nghĩ rất nhiều và nhận ra rằng nếu như không thử làm, sao biết khả năng mình đến đâu? Nếu như không dám làm, thì mình đã là kẻ thất bại ngay từ bước đi đầu tiên rồi. Những suy nghĩ tích cực ấy đã thôi thúc em phải vươn lên, dám mơ và dám biến ước mơ thành hiện thực. Em lúc nào cũng dặn lòng phải cố gắng thật nhiều, nỗ lực hết khả năng để có thể trở thành một FGUR, được học tập trong môi trường mơ ước. Dù nhiều lúc nản lắm, muốn bỏ cuộc lắm, nhưng nhìn lại tất cả, từ ước mơ của bản thân đến từng lời động viên của anh chị, thầy cô, em như được tiếp thêm sức mạnh, lại tiếp tục nỗ lực, tiếp tục miệt mài bên sách vở. Cuối cùng, em cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã luôn ủng hộ về tinh thần cho chúng em. Bọn em thật sự rất biết ơn điều đó. Yêu ngoại thương thật nhiều. Em chào anh chị ạ. Chúng em đang đi đến những ngày tháng cuối cùng của đời học trò. Sắp tới thôi, em sẽ phải bước chân ra khỏi cánh cổng quen thuộc ấy, đi đến một vùng đất mới. Hồi trước, khi phải chia tay bạn bè, anh chị có buồn không ạ? Em thì thấy buồn lắm. Ngày hôm nay còn ngồi cạnh nhau díu dít nói chuyện ôn thi, thế mà sớm muộn cũng phải mỗi đứa một ngả. Cho đến lúc giai đoạn nước rút căng thẳng như bây giờ, em mới hiểu được những lời động viên từ bạn bè và gia đình, thầy cô quan trọng đến nhường nào. Bao nhiêu đêm thức trắng, làm đề đến hoa mắt vì thiếu ngủ, đôi khi còn gặp áp lực từ nhiều phía, em cảm thấy chán nản lắm. Nhưng nghĩ đến có ngoại thương ở đó chờ em và các anh chị không ngừng cổ vũ là em lại thấy ấm lòng cực kỳ. Giờ đây, em đã có mục tiêu và sẽ cố gắng ôn tập thật tốt. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hy vọng vào một ngày không xa, chúng ta sẽ gặp nhau ở ngoại thương. Cuối cùng, em xin cảm ơn anh chị đã cho em cơ hội để chia sẻ những dòng tâm sự của mình ạ. Em chào các anh chị ạ. Ngoại thương luôn là ước mơ lớn của em. Em luôn muốn có cơ hội được học tập và trải nghiệm ở môi trường này. Vậy là chỉ còn hơn 100 ngày nữa thôi là chúng em bước vào kỳ thi đại học rồi. Những ngày này, nhiều lúc em muốn buông bỏ, thấy chán nản vì điểm của các lần luyện đề của em còn thấp. Ngoại thương dường như xa vời với em. Nhưng khi thấy bất lực nhất thì lại là lúc em luôn có anh chị, có bạn bè ở bên, có những bài viết, những lời động viên, những sẻ chia đã khích lệ em rất nhiều. Dù chúng ta chưa từng một lần gặp mặt, nhưng mọi người đều nhiệt tình giúp đỡ và giải đáp những thắc mắc của chúng em. Em cảm ơn thầy cô và anh chị nhiều lắm ạ. Em xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, dùng hết 200% sức lực để đạt được ước mơ. Em luôn nhớ câu mà anh chị nói cuối mỗi comment để lấy làm động lực. Ngoại thương chờ em, anh chị chờ em. Anh chị chờ em nhé, em nhất định sẽ đỗ FGU.